Chương 11 Giao giao sư tỷ Thái Bình vô ưu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Triệu tịch giao vô cùng kinh ngạc Nàng vốn cho là tiểu sư đệ thức tỉnh rồi thần linh căng Nhiều lắm thiên phú tốt một ít Thế nhưng nàng lại không nghĩ rằng tiểu sư đệ thiên phú dĩ nhiên giỏi như vậy. Triệu tịch giao vốn là kiêu ngạo tính cách, nguyên bản nàng nhưng là được gọi là tiên duyên thánh địa đệ nhất thiên tài, mặc dù là cái khác mấy cái ngọn núi thiên kiêu, tu luyện thiên phú cũng không sánh được chính mình, thế nhưng nàng không nghĩ tới nàng càng thất bại cho mình tiểu sư đệ. Giao giao, người cuốn lên, người cuốn lên. An Diệu Hàm không chê chuyện lớn kích thích nói. Hừ. Triệu tịch giao tuy rằng tính tình kiêu ngạo, thế nhưng nàng vẫn là rất yêu thích chính mình tiểu sư đệ. Diệp thần nhớ tới, chính mình khi còn bé mỗi một lần bị những hài tử khác bắt nạt thời điểm, đều là triệu tịch giao thay mình ra mặt, đem những kia gấu con đuổi đi coi như là tiểu sư đệ thiên phú tốt hơn ta thế nhưng tu luyện không chỉ có riêng là xem thiên phú ở nơi này thế giới thực lực quan trọng nhất sư phụ ta cảm thấy lấy sau liền từ ta đến đo lường tiểu sư đệ thực lực đi triệu tịch giao nhìn tiên giao thánh mẫu nói rằng tiên giao thánh mẫu gật đầu một cái nói thần nhi a giao nói không sai ở nơi này thế giới thực lực vi tôn thực chiến cũng là phi thường trọng yếu sau đó liền từ ngươi thất sư tỷ cùng ngươi đối chiến diệp thần tuy rằng không biết mình giao giao sư tỷ có phải là vì trả thù mình mới nói như vậy thế nhưng các nàng nói cũng không sai nếu như chính mình buồn bực đầu tu luyện mà không tiến hành thực chiến rất khả năng nắm giữ một thân tu vi mà thực lực nhưng tạm được mà chính mình giao giao sư tỷ nhưng là bây giờ công nhận tiên duyên thánh địa thiên phú người số một cùng giao giao sư tỷ đối chiến nhất định có thể tăng trưởng thực lực của chính mình diệp thần lập tức đáp ứng nói vậy sau này xin mời giao giao sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn triệu tịch giao nhếch miệng lên vẻ tươi cười miệng đầy đáp ứng tốt tiểu sư đệ không bằng chúng ta bây giờ liền bắt đầu triệu tịch giao nói nhất thời hướng về dịp thần một quyền đánh dết lại đây yên tâm đi tiểu sư đệ ngươi mới trút cơ cảnh vì lẽ đó ta sẽ dùng trút cơ cảnh thực lực đối phó ngươi triệu tịch giao nói một quyền hướng về dịp thần môn đánh dết mà tới Diệp thần kinh hãi, vội vã vận chuyển thiên diễn quyết, khí thế sôi trào mãnh liệt. Thời khắc này, triệu tịch giao động tác bỗng nhiên khi hắn trước mắt chậm lại. Diệp thần tuy rằng học tập một thần quyết cùng thiên diễn quyết à hai môn công pháp, thế nhưng võ kỹ vẫn còn chưa mài dũa, chỉ bất quá hắn hiện tại chân khí nâng lên, coi như chưa từng học qua thần thông võ kỹ, thực lực cũng không cho khinh thường. Lúc này, triệu tịch giao nắm đấm không ngừng vung vẩy màu trắng vần sáng ở triệu tịch giao tay nhỏ bên trên lấp lóe cho diệp thần không ngừng uy chiêu diệp thần ngưng tụ tâm thần nhìn triệu tịch giao chiêu thức không ngừng đi lại ẩn núp triệu tịch giao công kích lúc này chỉ thấy triệu tịch giao cường đại một quyền đánh vào diệp thần trên người oanh một tiếng vang thật lớn chỉ thấy diệp thần lùi lại mấy bước hừ triệu tịch giao ông lấy hai tay kiêu ngạo ngẩng lên đầu của mình Tuy rằng Diệp Thần chưa từng học qua võ kỹ thần thông, thế nhưng Diệp Thần cũng là một không chịu thua tính cách. Hắn nhìn Triệu Tịch Giao nói. Giao giao sư tỷ, ta muốn tưởng thật rồi. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, tiểu sư đệ, ngươi nếu là đánh thắng ta, ta liền thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng, bất luận cái gì đều được. Triệu tịch giao ngẩng lên tiểu đầu, kiêu ngạo nói, phản phất mình đã đứng ở thế bất bại. Giao giao sư tỷ, đây chính là ngươi nói. Diệp thần nói, bóng người biến hóa, hắn mặc dù không có học được võ kỹ thần thông, thế nhưng xuyên qua trước, động tác mảnh nhìn cũng không ít, hắn bắt chước trong tivi những kỳ chiêu thức, nhân cơ hội hướng về triệu tịch giao đánh tới, lập tức nhào tới trên người nàng. Giao giao sư tỷ, đắc tội rồi. Nhất thời, Diệp thần đem triệu tịch giao ngã nhào xuống đất, đè lên nàng. Ngươi. Triệu tịch giao giận dữ, muốn tránh thoát. Diệp thần từng ở động tác mảnh bên trong học được một môn kỹ thuật, gọi là khóa kỹ. Hắn nhất thời hai chân truyền trụ liễu triệu tịch giao chân dài to, hai tay ông triệu tịch giao cái cổ, đem triệu tịch giao vững vàng khóa trên đất. Triệu tịch giao hai điểm bất ngờ nổi lên trực tiếp thiếp ở dịp thần ngực, cộng cộng đến dịp thần ngực đau đớn. Cùng cái khác mấy cái sư tỷ ầm ầm sống dậy căn bản không có cách nào so với. Giám định xong xuôi, giao giao sư tỷ nhất định thái bình vô ưu tiểu tử thúi, ngươi thả ta ra. Triệu tịch giao trống to. Thời khắc này, đã cuốn đấu cùng nhau, bọn họ đã sớm không giống như là người tu hành trong lúc đó chiến đấu, giống như là hai tiểu hài tử đánh nhau. Hai tiểu hài tử lăn trên đất, cuốn đấu cùng nhau. Cái khác sư tỷ cũng không quản, chỉ là ý cười dịu dàng nhìn dịp thần cùng tiểu sư muội đánh nhau, phản phất nhìn ra vô cùng say sư ngon lành. Ngươi, tiểu tử thúi. Lúc này, Triệu Tịch giao nhất thời vận chuyển công pháp, trên người chân khí tăng vọt. Diệp thần đẩy lùi. Diệp thần lui lại mấy bước. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Triệu Tịch giao, bỗng nhiên, Triệu Tịch giao tất cả chiêu thức đều xuất hiện tại Diệp thần trong lòng. Bỗng nhiên, ở Diệp thần trước mắt, phản phất có một người tí hon màu vàng ống giống như vậy, ở trước mặt chính mình biểu thị chiêu thức. Thế nhưng này người tí hon màu vàng ống phản phất chỉ có chính mình nhìn thấy. Diệp thần bỗng nhiên minh bạch, đây nhất định là thiên diễn quyết. Thiên diễn quyết nhưng là diễn biến thần thông võ kỹ, chính mình cùng giao giao sư tỷ luận võ sau khi, thiên diễn quyết liền tự động diễn biến thích hợp diệp thần võ kỹ. Người tí hon màu vàng ống khoảng chừng diệp thần trước mặt diễn luyện xong một lần, diệp thần thật giống lập tức liền thông hiểu đạo lý, học xong. Diệp thần suy đoán, nên đây là chính mình thiên diễn quyết diễn biến, vì lẽ đó học rất nhanh. Tiểu sư đệ, ngươi không nói vũ đức. Có dám quan minh chính đại đánh một trận. Triệu tịch giao nhìn dịp thần nói. Dịp thần ý cười dịu dàng, nhìn mình tiểu sư tỷ nói. Được, giao giao sư tỷ, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Lúc này, triệu tịch giao vận chuyển chân khí, tạo thành một to lớn vòng tròn, nhất thời hướng về dịp thần đánh lại đây. Dịp thần hồi tưởng đến thiên diễn quyết diễn biến võ kỹ, sau đó một chưởng đánh ra một ánh hào quang cùng triệu tịch giao vòng tròn đụng vào nhau oanh một tiếng vang thật lớn chỉ thấy triệu tịch giao liền lùi lại mấy chục bước mà diệp thần đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích thời khắc này nguyên bản xem cuộc vui tâm thái mấy vị các sư tỷ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn diệp thần các nàng lần thứ hai bị khiếp sợ mặc dù là tiên giao thánh mẫu cũng bị diệp thần khiếp sợ đến các nàng không thể tin được trong lòng các nàng đều rất rõ ràng Diệp thần căn bổn không có đã học thần thông cùng võ kỹ, nói cách khác, đây là Diệp thần tự nghĩ ra. Giờ khắc này, bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên phú cao cũng không đại diện cho tương lai nhất định đi được xa. Thế nhưng Diệp thần nếu có thể tự nghĩ ra võ kỹ, này đủ để chứng minh Diệp thần ngộ tính cao. Con trai của ta không hổ là thần linh căn, dĩ nhiên có thể không tự nghĩ ra võ kỹ tương lai nhất định có thể trở thành một đời đại đế tiên giao thánh mẫu kích động nói triệu tịch giao bị diệp thần đẩy lùi sắc mặt kinh hãi nàng lần thứ hai bị diệp thần chấn động đến diệp thần không chỉ tu luyện thiên phú tốt như vậy ngộ tính vẫn như thế cao nàng không thể không phục giao giao sư tỷ còn đánh sao diệp thần nhìn triệu tịch giao hỏi hừ triệu tịch giao hừ lạnh một tiếng chạm đích rời đi Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Tàng kinh các đánh dấu, thiên hàng dị tượng. Tiểu thuyết Bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ tác giả. Khanh mộ hàng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chính là như vậy, dịp thần bắt đầu ở tiên giao phong cùng mấy cái sư tỷ tu luyện sinh hoạt. Ngoại trừ cái này năm cái sư tỷ ở ngoài, dịp thần còn có hai cái sư tỷ, Đại sư Tỷ Từ Thu Nhã cùng nhị sư Tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết, chỉ có điều đại sư Tỷ ra ngoài rèn luyện còn chưa trở về. Mà nhị sư Tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết đang lúc bế quan, mài vũ kiếm đạo. Diệp thần chính là mỗi ngày theo Tam sư Tỷ học tập biến hóa thuật cùng Ngụy Trang thuật. Cho tới Tam sư Tỷ vẫn lấy làm kiêu ngạo trong phòng thuật, Diệp thần tạm thời còn không dám hứng thú. Theo tứ sư Tỷ học tập luyện đang luyện khí bùa chú thuật, theo ngũ sư Tỷ học tập cầm kỳ thư họa theo luật sư tỷ học tập thuần thú thông linh chi thuật, sau đó cùng thất sư tỷ, thật giống không có gì hay học, chính là mỗi lần tự nghĩ ra một võ kỹ, hành hung một hồi thất sư tỷ mà thôi. Dịp thần sinh hoạt đều vô cùng phong phú, đương nhiên mỗi ngày đánh dấu đương nhiên là không thiếu được. ở Tiên Giao Điện liên tục đánh dấu, thu được thân pháp thần thông, đăng vân bộ. ở Tiên Giao trì đánh dấu, thu được võ kỹ đại tu di thủ ở Bách Thảo Viên đánh dấu, thu được trúc cơ đan. Ngoài ra, hắn còn đánh dấu rất nhiều công pháp đang dược. Diệp thần thực lực cũng tăng cường nhanh chóng, ở thêm vào vô số trúc cơ đang tẩm bổ, thời gian mấy ngày, hắn liền từ trúc cơ trung kỳ đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, điều này làm cho luôn luôn lấy thiên phú tự xưng giao giao sư tỷ tự mình tạm huế Tam sư tỷ an diệu hàm mang theo diệp thần đi tới tiên giao phong tàn kinh cát. Tàn kinh cát chính là tiên giao phong trọng địa, mặc dù là diệp thần chính là tiên giao thánh mẫu con trai cũng không thể tùy tiện đi vào có điều có an diệu hàm dẫn dắt diệp thần liền có thể tiến vào này trong tàng kinh cát nhìn diệp thần tiến vào tàng kinh cát những kia thủ các đệ tử hai mặt nhìn nhau ồ đây không phải là thánh mẫu con trai sao hắn đến tàng kinh cát làm gì không biết đoán chừng là tìm một ít bàn môn tà đạo luyện một hồi dù sao cũng là tiên giao thánh mẫu con trai mặc dù không thể tu luyện cũng có thể làm một ít ngoài hắn ra nghề nghiệp diệp thần đối với bọn hắn nói mắt điếc tai ngơ diệp thần biết này tiên giao phong tàn kinh các mặc dù là cực kỳ quý trọng địa phương thế nhưng bên trong điển tịch tuyệt đối không có chính mình đánh dấu có được tốt chính mình đánh dấu những kia công pháp thần thông bất luận toát ra cái nào một quyển cũng sẽ là chí bảo đưa tới toàn bộ thiên hạ tranh cướp vì lẽ đó cái này cũng là diệp thần biết điều nguyên nhân Diệp thần đi tới nơi này tàn kinh các chỉ là vì đánh dấu. An Diệu Hàm lôi kéo Diệp thần tay nhỏ đi vào tàn kinh các. Tàn kinh các tổng cộng có 5 tầng. Tầng dưới cùng chẳng qua là một ít sơ cấp công pháp thần thông, mỗi trên một tầng, công pháp càng cấp bậc thì càng cao. Công pháp bình thường đều là chia làm thiên địa huyền hoàng bốn loại công pháp, mỗi loại công pháp lại chia làm sơ cấp trung cấp cùng cao cấp ba loại, mà tiên duyên thánh địa, đẳng cấp cao nhất công pháp khả năng cũng bất quá huyền giai cao cấp. Mà Diệp thần đánh dấu những công pháp này thần thông, cơ hồ đều là thiên giai bên trên. Vì lẽ đó Diệp thần đối với tàng kinh các công pháp thần thông cũng không cảm thấy hứng thú. Đi tới trong tàng kinh các. "Tiểu thần thần, ngươi có muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi chọn một hồi công pháp?" An Diệu Hàm cười khanh khách nhìn Diệp thần hỏi. Đối với Diệp thần hệ thống chuyện này, mặc dù là mẹ của chính mình cùng mấy cái sư tỷ cũng không biết. Diệp thần cười cười nói. Sư tỷ ngươi cũng không muốn chọn công pháp sao? Ta tự mình tới là được. Được rồi. An Diệu Hàm nói, liền đi chọn công pháp. Diệp thần tìm được rồi một gốc, hắn đối với chọn công pháp gì cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn trực tiếp đánh dấu. Đánh dấu. Diệp thần lần thứ nhất ở tàn kinh các đánh dấu, không biết ký chính thức đến cái gì, trong lòng vô cùng kích động. Ken, ký chủ ở tiên giao phong tàn kinh các đánh dấu, thưởng thần thông thần tượng trấn ngục kinh. Hệ thống dứt tiếng sau, nhất thời, từng đạo từng đạo khẩu quyết, như như dòng lũ bình thường tràn vào dịp thần trong đầu. Thần tượng trấn ngục, lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhất chân, thần tượng chi lực. Người một trong thân, 840 triệu vi hạt. Mỗi một vi hạt, có thể so với thần tượng chi lực. Tu luyện đại thừa, một quyền có thể núi đổ xuyên biển rộng, một chưởng có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Diệp thần thầm giật mình. Thật là lợi hại thần thông, một quyền có thể núi đổ xuyên biển rộng, một chưởng có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Trước Diệp thần không có đánh dấu thần thông, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào thiên diễn quyết diễn biến thần thông võ kỹ, thế nhưng diễn biến thần thông võ kỹ xa xa không đạt tới thiên giai. Thiên diễn quyết có thể tự mình diễn biến thần thông, thế nhưng thông qua thiên diễn quyết diễn biến thần thông là thích hợp nhất chính mình lúc đó trạng thái thần thông, ta hiện tại chỉ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, vì lẽ đó diễn biến thần thông cũng không mạnh mẽ. Thế nhưng thần tượng trấn ngục kình không giống, đây chính là thiên giai thần thông, bất quá ta cảnh giới bây giờ không biết có thể phát sinh thần tượng trấn ngục kình mấy phần uy lực. Diệp thần cũng không nghĩ nhiều, lập tức tinh khí ngưng thần, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện thần tượng trấn ngục kinh. Chỉ thấy cuồn cuộn linh khí không ngừng hướng về dịp thần thân thể tụ tập mà tới. Từng đạo từng đạo linh khí hình thành linh khí trụ giống như vậy, tụ hợp vào trong tàn kinh cát. Thời khắc này, phía ngoài đệ tử kinh hải. Làm sao nhiều như vậy linh khí trào vào tàn kinh cát? Chẳng lẽ là chúng ta tiên duyên thánh địa một vị thiên kiêu đại năng ở trong tàn kinh cát tu luyện? Hẳn là một vị cường giả, không phải vậy không thể có mạnh mẽ như vậy khí tức. Đối với chuyện như vậy, bọn họ tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng bọn họ cũng không phải chưa từng thấy, rất nhiều lúc một cái nào đó đại năng ở bên trong đột phá sẽ thả ra khí tức mạnh mẽ. Vì lẽ đó, u u đọc sách v đúc v đúc v đúc. U can su. Công bọn họ tuy rằng kinh ngạc, cũng thấy nhiều không trách. Trong tàn kinh các, Diệp thần nhắm hai mắt lại, cảm thụ lấy thần tượng trấn ngục kinh. Nhất thời, hắn đứng dậy. Trong lòng ngực khí tức tự như lũ lục thú giữ bình thường phạm vĩnh viễn không bao giờ dừng, không nhanh không chậm. Oanh, chỉ thấy một tiếng vang thật lớn. Vô tận triệu phong ở dịp thần bên người vang xào sạc. Trong tàn kinh các trang sách đều bị triệu gió thổi mở. Bỗng nhiên, ở tàn kinh các trên đỉnh, cuồn cuộn linh khí từ ngày đáp xuống. Các ngươi mau nhìn. Một đệ tử vội vã hô. Lúc này, chỉ thấy linh khí tạo thành to lớn linh khí trụ tràn vào tàn kinh cát một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống rơi vào tàn kinh cát bên trên tàn kinh cát chu vi như sấm mùa xuân nổ vang giống như vậy còn có long phượng thần âm cùng reo vang ở tàn kinh cát trên đỉnh bỗng nhiên xuất hiện một to lớn dị tượng hư ảnh vượt ở tàn kinh cát trên đỉnh trời ạ à, đó là thần tượng hư ảnh Rốt cuộc là cái kia đại năng mới có thể thả ra như thế khí tức kinh khủng. Tàn kinh cát ở ngoài các đệ tử đều dồn dập nhìn về phía tàn kinh cát. ầm ầm, trên bầu trời như sấm mùa xuân nổ vang. Hư ảnh toàn bộ thánh địa chú ý. Còn lại ba ngọn núi người đều nhìn về phía tiên giao phong tàn kinh cát, từng cái từng cái các trưởng lão đứng trên bầu trời, nhìn này to lớn tượng thần hư ảnh, khiếp sợ không thôi. Chuyện này, đây là thần tượng hư ảnh, ta tiên duyên thánh địa phải ra khỏi lông rồi. Nhanh, chúng ta mau hơn đi xem xem, rốt cuộc là ai có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy tượng thần hư ảnh. Từng cái từng cái trưởng lão nói, nhất thời hướng về tiên giao phong tàn kinh các bay tới. Truyện hot tháng 9 Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả Chương 13 Lại đột phá tiếp, hai sư tỷ xuất quan Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Diệp thần từ từ mở mắt ra, thở phào một hơi. Lúc này, hắn cảm giác mình thân thể vô cùng thoải mái, hơn nữa lực lượng cũng tăng lên không ít. Hắn từ từ thu lại khí tức, nhìn mình chu vi, hắn tìm nơi này đầy đủ bí mật, hẳn là không người phát hiện, lúc này, An Diệu Hàm đi tới Diệp thần trước mặt. "Tiểu sư đệ, vừa luồn khí tức kia có phải là ngươi làm ra?" An Diệu Hàm nhìn Diệp thần hỏi. Diệp thần có chút không rõ hắn chìm đắm đang tu luyện bên trong, căn bổn không có phát hiện xảy ra chuyện gì. Khí tức. Diệp thần không rõ hỏi. Ngươi không biết sao. Ngươi vừa lúc tu luyện, thả ra ngoài khí tức mạnh mẽ, toàn bộ tàn kinh các đều xuất hiện dị tượng, hiện tại nên có không ít người lại đây, muốn biết thả ra hư ảnh người ra sao phương thần thánh rồi. An Diệu Hàm lập tức nói. Nói tới chỗ này, Diệp thần đều có chút khiếp sợ này thần tượng trấn ngục kình đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ta tu luyện một lần, dĩ nhiên là có thể thả ra dị tượng hư ảnh. Diệp thần ở trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Tiểu thần, ngươi nhanh ẩn nấp khí tức. An Diệu Hàm lập tức nhắc nhở. Diệp thần gật gật đầu. Lập tức đem hơi thở của chính mình ẩn nặc lên. Tam sư tỷ An Diệu Hàm được gọi là phiếu miễu tiên tử, nàng ngụy trang thuật cùng biến hóa thuật đều là đứng đầu mà Diệp Thần mấy ngày nay cũng từ từ nắm giữ tam sư tỷ ngụy trang ẩn nặc thuật, vì lẽ đó, bây giờ Diệp Thần, chỉ cần những trưởng lão kia không tới kéo hắn tìm tòi nghiên cứu thực lực của hắn, hắn là có thể ẩn nấp ở trong đám người, không ai có thể thấy. Lúc này, từng cái từng cái người đã đi ra đem toàn bộ tàn kinh các vây nước chảy không lọc rồi. Người tới nơi này không chỉ là tiên giao phong đệ tử, còn có Ngọc Tiêu Phong, Thiên Khải Phong, Thần Đình Phong các trưởng lão đều đến nơi này lúc này bên ngoài một trưởng lão lớn tiếng hỏi vừa không biết là vị nào đệ tử tu luyện dị tượng có thể hay không ra gặp một lần thế nhưng trong tàng kinh cát không có ai đáp lại người có như thế thiên phú chúng ta tiên duyên thánh địa tất nhiên sẽ đại lực bồi dưỡng cho ngươi kính xin ra gặp một lần người trưởng lão kia lần thứ hai la lớn thế nhưng trong tàng kinh cát vẫn không có bất kỳ phản ứng nào một trưởng lão lắc lắc đầu nói rằng xem ra tên đệ tử kia không muốn bại lộ thực lực của chính mình cũng được chúng ta để bên trong đệ tử đều đi ra lấy thực lực của chúng ta tất nhiên nhìn ra người trưởng lão kia gật gật đầu liền để trong tàn kinh các đệ tử từng cái từng cái tiêu sái đi ra chỉ thấy từng cái từng cái ở trong tàn kinh các đệ tử đi ra an diệu hàm lôi kéo diệp thần tay nhỏ đi theo những đệ tử kia mặt sau những trưởng lão kia nhìn thấy an diệu hàm cùng diệp thần hơi kinh ngạc có phải hay không là An Diệu Hàm? Một trưởng lão hỏi. Lúc này, một cái khác trưởng lão lắc lắc đầu cười nói. An Diệu Hàm tuy rằng thiên phú dị bẩm, thế nhưng chủ yếu tu luyện biến hóa thuật cùng ẩn nặc thuật, tại đây loại thần thông trình độ bên trên vẫn không có mạnh mẽ như vậy, nếu là mộ dung khuynh tuyết cùng từ thu nhã ở chỗ này tu luyện, ta ngược lại thật ra tin tưởng là các nàng. Lúc này, ánh mắt của bọn họ đặt ở dịp thần trên người. Đó là... Tiên giao thánh mẫu nhi tử sao?" Một trưởng lão đánh giá Diệp thần. Diệp thần nhìn trưởng lão quan tới ánh mắt, nhất thời cả kinh. Lúc này, bên cạnh một trưởng lão cười nói, "Ai, ai cũng biết, Tiên giao thánh mẫu nhi tử là một phế linh căn, tại sao có thể là hắn đây?" Nghe thấy cái trưởng lão nói như vậy, người trưởng lão kia cũng lắc lắc đầu, ánh mắt từ Diệp thần trên người rời đi. Diệp thần thấy không có ai chú ý tới hắn, liền trực tiếp rời đi những trưởng lão kia vẫn canh giữ ở tàn kinh các ở ngoài nhìn từng cái từng cái đệ tử đi ra thế nhưng không có một bọn họ muốn tìm người làm sao có khả năng làm sao hoàn toàn không cảm giác được hắn khí thế một trưởng lão kinh ngạc nói mấy tên khác trưởng lão lắc lắc đầu ai xem ra đệ tử kia không muốn bại lộ chính hắn thôi thôi chỉ cần chúng ta biết chúng ta tiên duyên thánh địa có một người như vậy bên trong chi lông là được mấy cái trưởng lão chỉ có thể ảo não mà rời đi diệp thần theo an diệu hàm rời đi tàn kinh cát lúc này an diệu hàm kinh ngạc nhìn diệp thần tiểu thần thần không phải chứ ta liền một chút thời gian không nhìn chằm chằm ngươi ngươi trực tiếp lên cấp rồi hả bởi tam sư tỷ an diệu hàm nhưng là ẩn nặc thuộc đại sư cấp bậc nhân vật cho nên nàng rất rõ ràng có thể thấy rõ diệp thần cảnh giới lúc này diệp thần dĩ nhiên đã đạt đến kết đan cảnh giới rồi phải biết, mấy ngày trước, Diệp Thần vừa mới mới vừa đột phá trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, mà bây giờ, Diệp Thần tiến vào tàn kinh các một chuyến, dĩ nhiên trực tiếp đột phá trở thành kết đan cảnh cường giả. Chuyện này, này tu luyện thiên phú cũng quá kinh khủng. Có điều tam sư tỷ đã quen, từ khi tiểu sư đệ thức tỉnh rồi thần linh căng sau khi, tu vi vụt 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 tăng lên. Tiểu sư đệ cũng là lần lượt kinh ngạc nàng. Nàng bị tiểu sư đệ kinh ngạc nhiều lần như vậy, hiện tại rốt cục thói quen một ít. Diệp thần gãi gãi đầu cười nói. Ta ở tàn kinh các thời điểm có điều ngộ, không cẩn thận, đã đột phá. An Diệu Hàm trực tiếp há hốc mồm. Cứ như vậy, Diệp thần mỗi ngày đều ở tiên giao phong đánh dấu tu luyện. Sau đó cùng chính mình năm cái sư tỷ học tập. Thế nhưng đạt đến kết đang cảnh giới, Diệp thần tu vi cũng là chậm lại, ở cũng không thể có thể hai ba ngày liền đột phá một cảnh giới thế nhưng Diệp Thần cũng biết, dục tóc thì bất đạt, vì lẽ đó Diệp Thần cũng không có để ý nhiều. Diệp Thần học tập xong tam sư tỷ ẩn nặc thuật sau, sau đó bắt đầu học tập nàng biến hóa thuật. Tam sư tỷ phiếu miễu tiên tử tên gọi không phải là nói không, tam sư tỷ biến hóa thuật có thể so với cái kia tôn hậu tử 72 biến, biến ra người, mặc dù là khí chất âm thanh đều vô cùng tương tự, giấu giếm nửa điểm kẻ hở. Diệp thần thiên phú kinh người, cũng là rất nhanh sẽ học xong thế nhưng chỉ có điều muốn hoàn toàn nắm giữ, còn cần dùng nhiều thời gian. Diệp thần cùng tứ sư tỷ học tập luyện dược chi thuật, luyện dược chi thuật không phải là lập tức liền có thể học được, diệp thần có thể luyện ra đang dược cũng chỉ là cơ sở, chỉ có điều diệp thần từ từ đem chính mình luyện dược cơ sở đánh càng ngày càng chân thật. Sau đó tứ sư tỷ liền bắt đầu dạy dịp thần luyện khí chi thuật. Cùng ngũ sư tỷ học tập cầm kỳ thư họa, đối với cầm, dịp thần từ khi nắm giữ thái thượng vong ưu khúc sau khi, thiên phú cũng bị kích phát rồi đi ra. Diệp thần cũng theo ngũ sư tỷ học biểu diễn mặt khác rất nhiều từ khúc. Ngũ sư tỷ thấy Diệp thần tại đánh đàn nắm giữ gần đủ rồi, liền bắt đầu dạy Diệp thần cờ vây cùng thư họa. Diệp thần ở ngũ sư tỷ bên kia, chính là mỗi ngày đánh đàn chơi cờ, làm thơ viết vẽ, đúng là có chút không còn biết trời đâu đất đâu. Cho tới lục sư tỷ, Diệp thần cái kia một thần quyết không phải là không công tu luyện, bất kể là loại kia linh thú, Diệp thần trực tiếp là có thể dùng uy thế kinh sợ nó. Thế nhưng Lục Sư Tỷ không chỉ thông linh thú, còn thông linh dị quỷ thần, tinh thông các loại dị thuật, Diệp thần muốn học tập xong Lục Sư Tỷ dị thuật cũng cần hoa thời gian rất lâu. Cho tới Thất Sư Tỷ. Diệp thần cùng nàng việc làm chính là đánh nhau, không ngừng mài dũa thực lực của chính mình. Chỉ có điều, mỗi một lần Thất Sư Tỷ áp chế thực lực và Diệp thần đánh nhau, thắng lợi không nghi ngờ chút nào đều là Diệp thần còn có mấy lần, cơ hồ đều bức ra thất sư tỷ đích thực đang thực lực. Ngay ở dịp thần tu luyện sau khi, một cái tin truyền vào trong tai của hắn. Hắn nhị sư tỷ mộ dung khuynh tuyết, liền muốn xuất quan. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Hai sư tỷ mộ dung khuynh tuyết Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nhị sư tỷ phải ra khỏi đóng Dịp thần kinh hải diệp thần nhị sư tỷ gọi là mộ dung khuynh tuyết chính là một tên cường đại kiếm đạo thiên tài thực lực cũng là sâu không lường được truyền thuyết nhị sư tỷ thực lực đã đạt đến cảnh giới hóa thần ở tiên duyên thánh địa thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ sợ chỉ có diệp thần đại sư tỷ cùng cái khác ngọn núi mấy người kia thiên kiêu có thể cùng nhị sư tỷ tranh đấu thế nhưng cũng chính là về mặt thực lực không phân cao thấp thế nhưng ở kiếm đạo trình độ bên trên chỉ sợ không có một người hơn được diệp thần nhị sư tỷ mộ dung khuynh tuyết dịp thần khắc sâu nhớ tới nhị sư tỷ đã từng ngự phi kiếm thừa phong một triệu dặm ở thông thiên hà càng là một chiêu kiếm đoạn sông kinh động như gặp thiên nhân đã từng gợi ra kiếm đạo dị tượng một chiêu kiếm treo lơ lửng thiên môn đưa tới mọi người vây xem ở kiếm đạo trình độ bên trên chỉ có thể tiên duyên thánh địa không người có thể đưa ra phải chỉ có điều nhị sư tỷ tính cách khá là lạnh nhạt hoặc thoát thoát một băng tuyết nữ thần lại qua mấy ngày. Chỉ thấy một đạo kiếm ý từ tiên giao phong thánh địa bộc phát ra. Nhất thời bên trong đất trời, chỉ cảm thấy nhận lấy cực kỳ kiếm khí bén nhọn. Diệp thần rõ ràng, chính mình nhị sư tỷ liền muốn xuất quan. Cái khác các ngọn núi trưởng lão thiên kiêu chúng đều đi tới tiên giao phong nghênh tiếp mộ dung khuynh tuyết xuất quan. Chỉ thấy một nữ tử áo trắng nhất thời bay ra tiên giao phong, một thanh phi kiếm mạnh mẽ phách hoa sơn tư thế, nhất thời lao ra vân tiêu một quạng cu ẻ nữ tử nhất thời xuất thế, trên mặt ý lạnh liền như kiếm ý của nàng giống như vậy, ý lạnh lẫm lẫm, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mộ dung khuynh tuyết không có cùng bất luận người nào giao thiệp với, đi thẳng tới tiên giao thánh mẫu trước mặt. Lúc này, dịp thần cùng còn lại năm vị sư tỷ đều ở tiên giao điện chờ mộ dung khuynh tuyết rồi. Mộ dung khuynh tuyết đi tới tiên giao thánh mẫu trước mặt, lập tức hành lễ. Sư phụ, đồ nhi xuất quan, rất hướng về ngài thỉnh an. Mộ dung khuynh tuyết tuy rằng tính cách quạng cu ẻ, thế nhưng đối với sư phụ là phi thường kính trọng. Hơn nữa, đối với sư đệ các sư muội cũng vô cùng bảo vệ. Khuynh tuyết, ngươi đã đạt đến hóa thần trung kỳ cảnh giới. Lúc này, tiên giao thánh mẫu kinh ngạc nhìn mộ dung khuynh tuyết. Mộ dung khuynh tuyết bế quan trước là hóa thần tiền kỳ, hiện tại xuất quan, thời gian một tháng không tới, mộ dung khuynh tuyết liền đạt đến hóa thần trung kỳ cảnh giới, thực lực nâng lên phi thường nhanh. Mộ dung khuynh tuyết gật gật đầu. Khuynh tuyết, ta muốn nói cho ngươi biết một niềm vui bất ngờ. Lúc này, tiên giao thánh mẫu nhìn về phía mình nhị đệ tử. Cho ngươi tiểu sư đệ thức tỉnh rồi thần linh căng, hắn cũng có thể tu luyện. Tiên giao thánh mẫu lập tức nói. Lời vừa nói ra, mộ dung khuynh tuyết quạng cu ẻ trên mặt xuất hiện một vệt kinh ngạc, nhìn về phía dịp thần diệp thần cũng không có chút nào che giấu thực lực của chính mình kết đan sơ kỳ cảnh giới nhất thời hiện ra ở mộ dung khuynh tuyết trước mặt thời khắc này mặc dù là lãnh diễm nhị sư tỷ cũng không khỏi động dung lên chính mình bế quan trước chính mình tiểu sư đệ còn chưa thể tu luyện chính mình bế quan một tháng tiểu sư đệ dĩ nhiên đã đạt đến kết đan cảnh giới chẳng lẽ nói tiểu sư đệ một tháng này không chỉ tu phục linh căng còn một tháng như kết đan cảnh giới một tháng vào kết đan đây là khủng bố bao nhiêu tu luyện thiên phú a à? lúc này tiên giao thánh mẫu nhìn về phía kinh ngạc nhị đệ tử ý cười dịu dàng nói khuynh tuyết sau đó liền từ ngươi tới dạy ngươi tiểu sư đệ kiếm đạo thế giới này thực lực vi tôn kiếm đạo chính là đại đạo vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể quá nhiều dạy dỗ ngươi tiểu sư đệ là đệ tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó giao hảo tiểu sư đệ mộ dung khuynh tuyết tuy rằng nói ít thế nhưng chính là bởi vì nàng nói ít vì lẽ đó nói là làm nàng cam kết trôi qua sự tình không có một cái nàng không làm được Hàng huyên qua đi nhị sư tỷ mộ dung khuynh tuyết liền dẫn diệp thần đi tới chính mình luyện kiếm địa phương dọc theo đường đi mộ dung khuynh tuyết vẫn một mặt quạng cu ẻ đối với mình nhị sư tỷ diệp thần chưa bao giờ thấy nàng cười quá bất cứ lúc nào đều là một bộ tránh xa người ngàn dặm khuôn mặt thế nhưng diệp thần biết nhị sư tỷ là một trong nóng ngoài lạnh đại tỷ tỷ. Đi tới mộ dung tình tự luyện kiếm nơi. Lúc này, dịp thần chợt phát hiện, nơi này kiếm ý uy nghiêm đáng sợ, đầu đầu cũng có nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Dịp thần đánh giá những này vết kiếm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trước bởi vì hắn không thể tu luyện, vì lẽ đó mặc dù đến nhị sư tỷ nơi này chơi, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thế nhưng hiện tại theo cảnh giới của hắn nâng lên, hắn lần thứ hai đi tới nơi này hắn phát hiện nơi này bị nhị sư tỷ khắc xuống từng đạo từng đạo vết kiếm đều đang ẩn chứa kiếm ý nơi này đại đạo khí cơ tất nhiên sẽ không kém diệp thần hôm nay phân đánh dấu còn chưa dùng hết hoàn toàn có thể ở đây đánh dấu tiểu thần ngươi cũng biết như thế nào kiếm đạo mộ dung khuynh tuyết mở miệng hỏi chợt nghe sư tỷ thanh âm của diệp thần hơi kinh ngạc nhị sư tỷ nói chuyện không nhiều vì lẽ đó vừa mở miệng liền để diệp thần từ trong suy nghĩ tình ngộ ra như thế nào kiếm đạo diệp thần khẽ ngẩng đầu ánh mắt vừa vặn chạm được nhị sư tỷ trước ngực chỉ thấy nhị sư tỷ cũng là dáng ngọc yêu kiều núi non trùng điệp so với chính mình tam sư tỷ cũng kém không được mấy phần thế nhưng nhị sư tỷ cái kia một đôi thật dài theo chân chỉ sợ là diệp thần mấy cái sư tỷ bên trong không ai bằng tiểu thần nhị sư tỷ lần thứ hai hô một tiếng diệp thần lập tức tỉnh ngộ lại sắc mặt khẽ biến thành hồng nhị sư tỷ hỏi mình như thế nào kiếm đạo chính mình làm sao đã nghĩ lệch rồi diệp thần ngươi nhưng là đến học tập kiếm thuật diệp thần ở trong lòng nhắc nhở chính mình nói không biết diệp thần đàng hoàng trả lời mộ dung khuynh tuyết vẫn chưa thất vọng nhìn diệp thần nói kiếm đạo nhất mạch nhìn như đơn giản thế nhưng là ẩn chứa đại đạo mặc dù là sư tỷ ta, đến nay cũng không hiểu như thế nào kiếm đạo, mỗi người đều có kiếm đạo của chính mình, ta không thể truyền cho ngươi kiếm đạo, chỉ có thể dạy ngươi kiếm thuật. Diệp thần gật gật đầu. Được, ngươi liền trước tiên từ kiếm thuật cơ bản nhất chiêu thức luyện được rồi. Mộ dung khuynh tuyết nhìn Diệp thần nói rằng. Nha! Diệp thần gật gật đầu. Kiếm pháp trụ cột nhất có 13 thức, tức đánh, mang, đề, cách, đánh, đâm, điểm, vỡ, quấy, ép, phách, tiệt, chém, ngươi hôm nay liền học tập trúc kiếm thức là được. Mộ dung khuynh tuyết nói rằng, sư tỷ có thể trực tiếp dạy ta kiếm chiêu sao? Diệp thần đã đạt đến kết đan cảnh giới, hắn ở tàn kinh các cũng xem qua một ít kiếm pháp, cơ bản nhất những này kiếm pháp hắn cơ bản đều biết rồi. Hơn nữa, Diệp thần ở nhị sư tỷ không có xuất quan thời điểm, Diệp thần cũng đã bắt đầu cân nhắc kiếm đạo rồi học tập kiếm đạo cũng không thể đầu cơ trục lợi nhất định phải một bước một vết chân nếu như cơ sở cũng không vững chắc cái kia nói gì tiến thêm một bước ngươi chừng nào thì rút kiếm có thể đem khối này đá tảng chặt đứt ta lúc nào dạy ngươi mới chiêu thức mộ dung khuynh tuyết nhìn về phía diệp thần trước mặt khối này che kín vết kiếm đá tảng nói rằng diệp thần chỉ có thể coi như thôi bất quá hắn vẫn chưa luyện tập bởi vì hắn còn có một cái việc trọng yếu đó chính là ở đây đánh dấu dịp thần tĩnh khí ngưng thần ở trong lòng đọc thầm đánh dấu nhất thời một thanh âm truyền vào trong lòng hắn ken chúc mừng ký chủ tại luyện kiếm trì đánh dấu thưởng thiên giai cao cấp kiếm phổ càng không thập tam kiếm tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 15 càng không mười ba kiếm nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio càng không thập tam kiếm tổng cộng có mười ba kiếm chiêu tu luyện đại thừa, có thể hám thiên địa càng khôn, có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Nhìn thấy cái tin này, dịp thần kinh hải. Có thể hám thiên địa càng khôn, có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Kiếm phổ đã dưới phát, kiếm chiêu đã dung hợp, hiện tại ký chủ có thể học tập thức thứ nhất. Xuân lôi. Nhất thời, một đạo tin tức xuất hiện tại dịp thần trong lòng. Xuân lôi, chính là xuất kiếm thức, xuất kiếm như lôi đình, xét đánh không kịp bưng tay. Chỉ thấy Diệp Thần yên lặng cảm thụ lấy càng không thập tam kiếm đệ nhất kiếm, xuân lôi. Đọc thầm tâm quyết, Diệp Thần nhất thời xuất kiếm, một chiêu kiếm đánh ra, chân khí trong cơ thể như dòng lũ bình thường thao thao bất tuyệt tuôn ra, như là cái kia đại hồng thủy phá tan đại đê giống như vậy, trong nháy mắt trút xuống. Nhất thời, một luồng ánh kiếm tùy ý đi ra, cuồn cuồn kiếm ý lăng lệ cực kỳ. Xoa. Một đạo hàng mang trong nháy mắt bổ ra oanh. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy dịp thần trước mặt đá tảng nhất thời bị chém thành hai nửa. Lúc này, nhị sư tỷ mộ dung khuynh tuyết vừa quay đầu lại, nghe được vang động sau khi liền lập tức quay đầu lại nhìn về phía dịp thần. Quạng cu ẻ trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng có chút không dám tin tưởng nhìn mình tiểu sư đệ dịp thần. Nàng biết được dịp thần nắm giữ thần linh căn, tu luyện nhanh nàng có thể lý giải, thế nhưng đây cũng là dịp thần lần thứ nhất tu luyện kiếm đạo, làm sao có khả năng đột nhiên liền bùng nổ ra như thế kiếm khí bén nhọn. Lẽ nào tiểu sư đệ dĩ nhiên là một kiếm đạo thiên tài? Ken, chúc mừng ký chủ thành công tập đến đệ nhất kiếm, mộ khóa kiếm thứ hai. Thu thủy Càng không thập tam kiếm, kiếm như tên, tổng cộng có 13 kiếm, đệ nhất kiếm xuân lôi, kiếm thứ hai thu thủy. Chỉ thấy dịp thần một chiêu kiếm đánh ra, nhất thời thuận tiếp, Đóng một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm bổ ngang, như nước chảy róc trách, kéo dài không dứt, một chiêu kiếm phát sinh, ti ti ánh kiếm như thu thủy kéo dài, chém không đứt để ý còn loạn. Ngay sau đó, chỉ thấy hệ thống không ngừng thay dịp thần mổ nhíu mày càng không thập tam kiếm. Kiếm thứ ba vì là thanh mai, kiếm thứ tư trúc mã, đệ ngũ kiếm thanh phong, kiếm thứ sáu minh nguyệt, kiếm thứ bảy phiêu tuyết, kiếm thứ tám hồng trang, kiếm thứ chín chỉ xích, kiếm thứ mười thiên nhai, 11 kiếm âm dương, 12 kiếm tiên thần, 13 kiếm càng khôn. Một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm. Bốn kiếm đầu như con gái rượu, chờ gã khuê tú, ẩn tình đưa tình, kéo dài không dứt. Bên trong sáu kiếm như yêu nhau tha thiết bên trong nữ tử, thanh phong minh nguyệt sông làm bạn, cộng ẩm hoa đào ba lạng cành, kiếm chiêu có tình, xuất kiếm vô hối. Mà cuối cùng ba kiếm, tập sát khí cùng một thể, ác liệt sát khí trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, dường như muốn một chiêu kiếm nghịch âm dương, một chiêu kiếm thí tiên thần, một chiêu kiếm chém càng không giống như vậy, bàn bạc mạnh mẽ, kiếm chiêu ác liệt. 13 kiếm một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm ở dịp thần trên tay diễn biến mà ra. Nhất thời, ác liệt kiếm ý như nước sông cuồn cuộn, một tầng tiếp theo một tầng thả ra ngoài. Ở nhị sư tỷ luyện kiếm trì, chỉ thấy kiếm ý bay ngang, ở loạn thạch bên trên trước mắt. Khắc xuống từng đường vết kiếm. Thời khắc này, nhị sư tỷ mộ dung khuynh tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn mình tiểu sư đệ diễn luyện kiếm chiêu. Những kiếm chiêu này, mặc dù nhỏ sư đệ diễn luyện vô cùng non nớt, thế nhưng, non nớt bên trong, nhưng lộ ra vô cùng huyền diệu, so với mình bình thường học những kia kiếm chiêu còn muốn tinh diệu mấy chục lần. Nàng quạng cu ẻ khuôn mặt không khỏi khiếp sợ, miệng nhỏ khẽ nhếch, tâm thần chấn động. Đến đệ thập nhất kiếm. Chỉ thấy dịp thần một chiêu kiếm chém ra, một chiêu kiếm nghịch âm dương nhất thời, một đạo kiếm thật lớn quang phá vỡ phía chân trời, nhất thời thiên địa nổ vang, âm dương nghịch loạn, bốn phía tiếng sấm nổ vang. Toàn bộ tiên duyên thánh địa đều xuất hiện một vệt hàng quang. Đó là Một đệ tử nhìn về phía hàng quang chỗ. Đó là Mộ Dung sư tỷ luyện kiếm trì, lẽ nào Mộ Dung sư tỷ lại ngộ ra mới kiếm chiêu rồi hả? Một gã khác đệ tử kinh ngạc nói. Kiếm này chêu xem ra so với mộ dung sư tỷ kiếm chiêu còn muốn ác liệt a à? mọi người nói thời điểm chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng nhất thời hướng về mộ dung khuynh tuyết luyện kiếm trì phương hướng ngự kiếm bay đi chỉ thấy nam tử bạch y tung bay đạp phi kiếm trong nháy mắt đi tới mộ dung khuynh tuyết luyện kiếm trì ở ngoài vừa mới qua đi cái kia phải đó là thiên khải phong phong chủ khải dương sư thúc đi mọi người nhất thời kinh hãi thiên khải phong phong chủ triệu khải dương ở tiên duyên thánh địa được gọi là kiếm tiên tiên duyên thánh địa mạnh nhất kiếm tu hắn bình thường liền đối với dịp thần nhị sư tỷ rất có hảo cảm lúc trước vốn định muốn thu mộ dung khuynh tuyết làm đệ tử thế nhưng tiên duyên thánh địa chỉ có tiên giao phong có thể chiêu thu nữ đệ tử vì lẽ đó hắn liền bỏ lỡ mộ dung khuynh tuyết khối này hạt giống tốt không phải vậy lấy mộ dung khuynh tuyết thiên phú ở thêm vào chính mình giáo dục mộ dung khuynh tuyết tương lai nhất định sẽ trở thành tiên duyên thánh địa đệ nhất kiếm tiên thậm chí vượt qua chính mình. Vì lẽ đó, Triệu Khải Dương đối với Mộ Dung Khuynh Tuyết thật là quan tâm. Bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết luyện kiếm trì phát sinh mạnh mẽ như vậy ánh kiếm. Trong lòng thật là kinh ngạc. Vì lẽ đó hắn liền tới đến Mộ Dung Khuynh Tuyết luyện kiếm trì ở ngoài. Không chỉ là Triệu Khải Dương, rất nhiều cường đại trưởng lão cũng tới đến mà đến luyện kiếm trì ở ngoài, có điều hiện tại chính là Mộ Dung Khuynh Tuyết luyện kiếm thời điểm không có ai sẽ đi vào quấy rối nàng, để tránh khỏi hơi bất cẩn một chút, liền đi lưỡi nhập ma. Luyện kiếm trì bên trong. Chỉ thấy dịp Thần đâm ra đệ thập nhị kiếm. Tiên thần. Một chiêu kiếm thí tiên thần. Nhất thời, bên trong đất trời, đại đạo nổ vang, một đạo kiếm thật lớn quang từ trên bầu trời hạ xuống. Thiên địa tháng phục, thần gào quỷ khóc. Phản phất chiêu kiếm này, liền có thể đem bầu trời tiên thần dập tắt giống như vậy vô cùng mạnh mẽ nhìn thấy chiêu kiếm này triệu khải dương cơ thể hơi nghiêng về phía trước như vậy kiếm ý kiếm chiêu mặc dù là hắn cũng không thể có thể triển khai ra phía ngoài chiêu vị đệ tử càng là trực tiếp há hốc mồm diệp thần đương nhiên không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra chỉ là một tâm diễn luyện kiếm đạo của chính mình tuy rằng một chiêu kiếm lại một kiếm huyền diệu cực kỳ thế nhưng diệp thần trong lòng rất rõ ràng này càng không thập tam kiếm quy năng khẳng định không chỉ như vậy. Mình bây giờ bởi vì mới phải kết đan cảnh sơ kỳ, vì lẽ đó triển khai ra uy năng cũng không toán mạnh mẽ, nếu là mình đạt đến động hư cảnh trở lên, cùng càng không thập tam kiếm thi triển ra, tất nhiên có thiên nhân oai, một chiêu kiếm thí tiên thần, một chiêu kiếm chém thiên địa, cũng không phải không có khả năng. Bất quá bây giờ chính mình quan trọng là đem này 13 kiếm học được, cho tới nâng lên uy năng chuyện tình, sau này hãy nói. Diệp thần trong lòng cảm giác nặng nề, tỉnh khí ngưng thần, hai tay cầm kiếm, nhất thời, để thập tam kiếm chém ra. Một chiêu kiếm chém thiên địa. Âm. Một tiếng âm âm nổ vang. Chỉ thấy luyện kiếm trì bên trong, một đạo kịch liệt ánh kiếm nhất thời tuôn ra, phản phất ẩn chứa muôn dân đại đạo, ẩn chứa thiên địa uy năng. Ánh kiếm thẳng tắp bắn ra, hướng về một ngọn núi nhỏ đánh tới. Ánh mắt của mọi người nhìn chầm chầm ánh kiếm, chỉ thấy ánh kiếm trong nháy mắt xẹt qua một ngọn núi nhỏ một giây sau mặc dù là triệu khải dương cái này tiên duyên thánh địa mạnh nhất kiếm tu cũng ngồi không yên bởi vì cái kia một ngọn núi nhỏ trực tiếp bị chiêu kiếm đó chặn ngang chặt đứt tuột xuống còn lại trưởng lão các đệ tử toàn bộ bị kinh ngạc đến ngay người mộ dung khuynh tuyết đã đạt đến loại cảnh giới này sao một trưởng lão nhìn cái kia bị chặn ngang bẻ gãy núi nhỏ lẩm bẩm nói. Không ra mười năm, ta tiên duyên thánh địa nhất định tái xuất một tên kiếm tiên. Một cái khác trưởng lão lập tức nói tiếp. Triệu Khải Dương đã trợn mắt ngoác mồm, không biết nên nói cái gì. Chiêu kiếm đó cảnh giới, mặc dù là mình bây giờ, cũng chạm đến không tới đi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio luyện kiếm trì bên trong mộ dung khuynh tuyết cũng không còn trên mặt thông dong càng mất đi trước quạng cu ẻ một đôi cùng với đẹp đẽ hoa đào con mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn mình tiểu sư đệ này mười ba kiếm mặc dù nhỏ sư đệ thi triển không thuần thục xem ra có chút non nớt thế nhưng chỉ cần là một kiếm tu nhất định đều nhìn ra này mười ba kiếm huyền diệu loại này huyền diệu kiếm chiêu nhất định là địa giai bên trên chờ chút không đúng mặc dù là địa giai cũng không thể có bực này uy năng nói như vậy kiếm này chêu nhất định là thiên giai thiên giai tiểu sư đệ làm sao có khả năng sẽ có thiên giai kiếm chiêu tiểu sư đệ từ nhỏ đã sinh trưởng tại đây tiên duyên đại lục chưa bao giờ đi ra ngoài quá loại này kiếm chiêu mặc dù là các nàng tiên duyên đại lục đệ nhất kiếm sử triệu khải dương cũng không thể triển khai ra chẳng lẽ là tiên duyên thánh địa ẩn giấu đi một cái nào đó cao nhân tiền bối đem kiếm này chiêu truyền thụ cho tiểu sư đệ lập tức mộ dung khuynh tuyết lắc lắc đầu bởi vì mặc dù là một cái nào đó cao nhân tiền bối truyền thụ tiểu sư đệ là một tháng trước mới có thể tu hành mặc dù tiểu sư đệ là kiếm đạo bên trong thiên tài trong thiên tài cũng không thể có thể tại thời gian một tháng bên trong nắm giữ mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu như vậy chỉ có một khả năng rồi tiểu sư đệ nhất định là kiếm tiên tái thế kiếm này chêu chính là kiếp trước tuyệt kỹ của hắn, khắc vào hắn trong xương, vì lẽ đó, kiếp này mới có thể đem này hoàng mỹ kiếm chiêu triển khai ra. Mộ dung khuyên tuyết còn nhớ chính mình mấy cái sư muội đã nói, tiểu sư đệ bất luận cái gì, đều là vừa học liền biết. Hơn nữa, không chỉ có thể học được, hơn nữa, mỗi lần triển khai, đều kinh động như gặp thiên nhân. Nói như vậy, chỉ sợ tiểu sư đệ không chỉ là kiếm tiên, chỉ sợ là trời cao giáng chức hạ nhân, trích tiên mới có thể làm được tất cả những thứ này hiện tại mộ dung khuynh tuyết minh bạch tại sao sư phụ không để cho mình đẳng nhân tiết lộ tiểu sư đệ tu vi thiên phú tiểu sư đệ chính là bị giáng chức nhân gian trích tiên nếu là tiết lộ phong thanh để ngoại giới biết chỉ sợ sẽ có không ít tiên môn thánh địa đến tranh cướp khối này ngọc thô chưa mại dũa đi đến lúc đó chỉ sợ không chỉ tiểu sư đệ gặp nguy hiểm toàn bộ tiên duyên thánh địa đều sẽ bởi vì tiểu sư đệ náo loạn mộ dung khuynh tuyết gật gật đầu rốt cuộc hiểu rõ sư phụ dụng tâm lương khổ thấy bên trong đã không có động tĩnh mọi người rõ ràng mộ dung khuynh tuyết đã triển khai xong kiếm chiêu rồi vào lúc này ngoài cửa đã bị thánh địa trưởng lão các đệ tử vây nước chảy không lọt rồi bao nhiêu người muốn gặp thấy vị này khuynh tuyết tiên tử phong thái một chiêu kiếm chém xuống đỉnh núi có thể so với năm đó khuynh tuyết tiên tử một chiêu kiếm đoạn gian thế nhưng trước khuynh tuyết tiên tử một chiêu kiếm đoạn gian, còn có lực thành phần, thế nhưng hôm nay một chiêu kiếm phá núi, dùng là là thuần túy kiếm ý. Điều này nói rõ, khuynh tuyết tiên tử kiếm đạo nâng cao một bước rồi. Lúc này, chỉ thấy từng cái từng cái trưởng lão các đệ tử bay người lên, đi tới trên bầu trời. Chỉ thấy khuynh tuyết tiên tử đứng ở trong viện, trên mặt lại khôi phục quạng cu ẻ vẻ mặt. Còn bên cạnh có một tám tuổi đứa nhỏ, nắm trường kiếm, đứng khuynh tuyết tiên tử bên cạnh tuy rằng chiêu kiếm kia chính là diệp thần diễn luyện ra tới thế nhưng ở tiên duyên thánh địa không có ai nghĩ tới khi sáu tuổi khảo nghiệm là phế linh căn diệp thần bây giờ sẽ có như vậy tạo hóa mộ dung khuynh tuyết là diệp thần sư tỷ vì lẽ đó cái này tám tuổi tiểu oa nhi ở đây bọn họ cũng không kinh ngạc mộ dung khuynh tuyết nhìn thấy thiên khải phong phong chủ triệu khải dương đi tới trước mặt hơi hành lễ nói mộ dung khuynh tuyết gặp khải dương sư thúc triều khải dương khoác tay áo một cái nhìn mộ dung khuynh tuyết ôn nhu cười nói khuynh tuyết kiếm ý của ngươi lại tăng lên mộ dung khuynh tuyết loáng một cái thần nàng xem một chút tiểu sư đệ thấy tất cả mọi người cho rằng kiếm này chêu là chính mình thi triển vốn là mộ dung khuynh tuyết không thích tranh công thế nhưng nàng phải giúp giúp tiểu sư đệ che giấu liền không thể làm gì khác hơn là đáp lại nói vừa đột nhiên có điều ngộ liền triển khai ra kiếm này chêu lúc này triệu khải dương kích động nhìn mộ dung khuynh tuyết thở dài nói không tồi không tồi không ra mười năm chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của ngươi rồi sư thúc quá khen rồi mộ dung khuynh tuyết vội vàng nói không biết kiếm này chưa có thể có tên triệu khải dương nhìn mộ dung khuynh tuyết hỏi chuyện này mộ dung khuynh tuyết có chút khó khăn này căn bản không phải là mình thi triển kiếm chiêu a ngay ở vào lúc này tiểu sư đệ dịp thần chạy tới, lôi kéo sư tỷ ống tay áo, sư tỷ, kiếm này chêu tổng cộng có 13 kiếm, lại mạnh mẽ như vậy, không bằng liền gọi càng không thập tam kiếm khỏe không. Nhìn thấy tiểu sư đệ thay mình giải vây, mộ dung khuynh tuyết lập tức nói. Tốt lắm, vậy liền gọi càng không thập tam kiếm. Lúc này, Triệu Khải Dương yên lặng thì thầm. Càng không thập tam kiếm, không tồi không tồi, danh tự này được. Mọi người thấy mộ dung khuynh tuyết, cái này không chỉ cho phép nhan tuyệt mỹ hơn nữa kiếm thuật trình độ cực cường khuynh tuyết tiên tử thật sự là quá kinh diễm bây giờ lại sáng chế ra càng không thập tam kiếm e sợ không cần mấy năm này khuynh tuyết tiên tử liền liền siêu việt triệu khải dương sư thúc trở thành tiên duyên đệ nhất kiếm tiên mộ dung khuynh tuyết sắc mặt quạng cu ẻ vẫn chưa lưu ý người khác ánh mắt mọi người thấy mộ dung khuynh tuyết kinh diễm sau khi cũng từ từ rời đi lúc này Mộ Dung Khuynh Tuyết mới đưa một đôi thon dài chân dài to từ từ ngồi xuống, nhìn về phía Diệp thần hỏi: "Tiểu thần, kiếm này chêu là ngươi tự nghĩ ra sao?" Diệp thần không khỏi bị nhị sư tỷ chân dài hấp dẫn, như vậy chân, hắn có thể chơi mấy trăm năm. Chính mình mấy cái sư tỷ, cơ hồ đều là mỗi người có đặc điểm. Nhị sư tỷ chân, tam sư tỷ ngực, tứ sư tỷ eo, ngũ sư tỷ mặt, lục sư tỷ tay, thất sư tỷ. Thất sư tỷ còn chưa nảy nở còn chờ phát dục. Có điều thường thường không có gì lạ. Cũng là một loại đặc điểm đi. Nhìn thấy tiểu sư đệ nhìn mình chầm chầm chân dài xem, mộ dung khuynh tuyết quạng cu ẻ trên mặt lộ ra một điểm hồng trơn. Ho khang một cái. Nhị sư tỷ ho khang vài tiếng. Lúc này, Diệp thần mới lập tức tỉnh ngộ lại. Sư tỷ ngươi nói cái gì? Diệp thần hỏi. Nhị sư tỷ trắng Diệp thần một chút, lần thứ hai quạng cu ẻ hỏi. Kiếm này chêu là ngươi tự nghĩ ra sao?" Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Đúng, nắm chặt kiếm thời điểm, trong lòng đột nhiên có cảm giác ngộ, liền tự nghĩ ra kiếm này chêu." Nghe đến đó, mặc dù Nhị sư tỷ có tâm lý chuẩn bị, cũng lần thứ hai bị Diệp Thần kinh ngạc một hồi. Xem ra chính mình suy đoán là thật, Diệp Thần tiểu sư đệ nhất định là Trích Tiên trên đời. "Tiểu sư đệ, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, này càng không thập tam kiếm người chỉ có thể chính mình lén lút luyện, không thể để cho người phát hiện. Mộ dung khuyên tuyết nói tiếp. Diệp thần gật gật đầu, chính mình không phải là cái kia 8 tuổi đứa nhỏ, mình bây giờ linh hồn nhưng là đến từ thế kỷ 21 hơn 20 tuổi tốt đẹp thanh niên, chuyện như vậy hắn dĩ nhiên muốn rõ ràng. Lúc này, Diệp thần nhìn về phía nhì sư tỷ hỏi. Sư tỷ, không bằng ta dạy cho ngươi này 13 kiếm làm sao? Diệp thần theo thầy tỷ trong ánh mắt nhìn thấu một tia ánh mắt hâm mộ, Diệp thần biết, sư tỷ nhất định muốn học kiếm này chêu, chỉ có điều bị vướng bởi mặt mũi, không nói ra được. Chuyện này, mộ dung khuyên tuyết có chút khó khăn. Ngươi ngày hôm nay đều thừa nhận này càng không thập tam kiếm là ngươi tự nghĩ ra, nếu là lấy sau ngươi không thi triển ra được, chẳng phải là lộ hãm. Diệp thần vội vàng nói. Nhị sư tỷ suy tư một trận, nhật nhạt đáp lại nói. Được. Lúc này, nhị sư tỷ trên mặt lộ ra một lâu không gặp mỉm cười, nhất thời xuất hiện hai cái lúng đồng tiền nhỏ. Đó là dịp thần gặp đẹp nhất lúng đồng tiền. Đó cũng là dịp thần trong ấn tượng lần thứ nhất thấy nhị sư tỷ cười. Không thể không nói, như vậy nhị sư tỷ đẹp quá. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Đi ra tiên giao phong, thần đình phong đánh dấu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ở tiên giao phong đỉnh đánh dấu, thưởng ký chủ bất diệt kim thân. Ở tàn kinh các đánh dấu, thưởng ký chủ cửu dương chân quyết. Ở tiên giao điện đánh dấu, thưởng ký chủ tiên phẩm thần kiếm. Nhị sư tỷ sau khi xuất quan, dịp thần lại mỗi ngày trải qua bình thản tu luyện sinh hoạt, mỗi ngày có thể đánh dấu một lần, rất nhiều nơi cũng có thể lặp lại đánh dấu. Cũng tỷ như nói tiên giao điện, tàn kinh các, bách thảo viên các nơi. Diệp thần cũng ở đây chút địa phương đánh dấu lấy được rất nhiều bảo vật. Cũng tỉ như nói các loại thần khí, các loại đan dược, còn có đủ loại võ công bí tịch, diệp thần các loại thực lực đã ở tăng cường nhanh chóng. Bất tri bất giác, một năm liền trôi qua lặng lẽ. Diệp thần thực lực cũng từ kết đang cảnh giới đạt đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Diệp thần thất sư tỷ chính là tiên duyên thánh địa thiên tài, nàng cũng vừa mới vừa đột phá nguyên anh sơ kỳ. Nói cách khác, diệp thần chỉ dùng một năm này liền siêu việc tu luyện bốn năm năm tiên duyên thánh địa đệ nhất thiên tài triệu tịch giao nguyên anh bên trên chính là hóa thần hóa thần bên trên là động hư động hư bên trên chính là đại thừa diệp thần mấy cái khác sư tỷ đều là hóa thần cảnh cường giả cho tới đại sư tỷ nàng ra ngoài lịch luyện thời điểm là hóa thần hậu kỳ bây giờ chỉ sợ đã vào động hư rồi tiên giao thánh mẫu bây giờ là động hư hậu kỳ cảnh giới lấy diệp thần tốc độ tu luyện chỉ sợ không dùng được mấy năm, liền có thể siêu việt mẹ của chính mình rồi. Còn có mặc dù là trước tiên muốn thánh địa trưởng môn Ngọc Hư trưởng môn cũng vẻn vẹn chỉ là đại thừa cảnh cường giả. Lấy dịp thần tốc độ tu luyện, khả năng không dùng được mấy năm thời gian, chỉ sợ có thể vượt qua bọn họ tiên duyên thánh địa trưởng môn. Theo thực lực nâng lên, cũng theo dịp thần kiến thức từ từ nâng lên, dịp thần rõ ràng, bọn họ tiên duyên thánh địa chỉ có điều phía thế giới này một góc nhỏ, liền một đại tông môn cũng không tính, chỉ có thể coi là một miễn cưỡng sống qua ngày tiểu tiên môn. Hơn nữa, ngoại trừ nhân tộc cường giả ở ngoài, thế giới bên ngoài vạn tộc thế chân vạc, hắn chút thực lực này, ở bên ngoài không coi vào đâu. Nếu thật vất vả xuyên qua đến nơi này dạng một thế giới, có thể nào cam tâm bình thường? Diệp thần hiện tại chuyện cần làm chính là nỗ lực nâng lên thực lực của chính mình, để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ Diệp thần cùng trước như thế, Mỗi ngày ở chính mình một sư tỷ nơi đó tu hành Thay phiên đến Buổi tối, tam sư tỷ tứ sư tỷ cũng không cấm kỵ Để dịp thần theo chính mình ngủ Mỗi lần lúc ngủ, cơ hồ đều là một bộ hương diễm cảnh tượng Dịp thần mỗi ngày buổi tối lúc ngủ cũng không thành thật Đều phải trong tay nắm món đồ gì mới ngủ đến Vì lẽ đó, mỗi ngày buổi tối Dịp thần đều là vuốt tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ ấm áp hương ngọc ngủ Cho tới nhì sư tỷ nhị sư tỷ khá là quạng cu ẻ hơn nửa buổi tối không thích ngủ bình thường đều ở tu luyện vì lẽ đó ở nhị sư tỷ buổi tối ngày hôm ấy diệp thần chỉ có thể một mình trong phòng cho tới ngủ sư tỷ cùng lục sư tỷ tuy rằng để diệp thần ở tại phòng của các nàng thế nhưng các nàng thay diệp thần chuẩn bị một cái giường cũng sẽ không mang theo diệp thần ngủ chung vì lẽ đó buổi tối lúc ngủ diệp thần đều thích đến tam sư tỷ gian phòng ngủ tam sư tỷ đã ở dịp thần nắm vào chế tạo bên dưới, trở nên càng phát lớn, càng phát dọa người. Đi lên đường đến đều ở lay động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra. Cho tới thất sư tỷ, cái này so với dịp thần đại 2 tuổi 11 tuổi nữ hài, khuôn mặt đúng là càng phát thanh tú, thế nhưng vóc người vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, thái bình không ngớt. Như vậy thái bình công chúa, máy bay nhất định cảm giác vui mừng. Dịp thần khắp mọi mặt thực lực, cũng tăng lên không ít tam sư tỷ ẩn nặc thuật cùng ngụy trang thuật diệp thần cũng đã nắm giữ gần đủ rồi chỉ có điều tam sư tỷ vẫn lấy làm kiêu ngạo trong phòng bí thuật diệp thần còn không có học tứ sư tỷ luyện đan thuật đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ diệp thần đã có thể một mình luyện chế ra rất nhiều đan dược còn có phù triện thuật luyện khí chi thuật diệp thần cũng từ từ nắm giữ còn có ngũ sư tỷ cầm kỳ thư họa diệp thần cũng từng bước đang tăng lên lục sư tỷ thuần thú thuật thông linh chi thuật diệp thần cũng học tập gần đủ rồi diệp thần đại sư tỷ còn đang bên ngoài rèn luyện tạm thời chưa có trở về diệp thần ở tiên giao phong mỗi ngày đánh dấu mỗi ngày tu hành tháng ngày trải qua nhanh chóng diệp thần sáu cái sư tỷ cũng chú ý diệp thần trưởng thành bất tri bất giác thời gian bọn họ phát hiện diệp thần thực lực dĩ nhiên đang không ngừng đuổi tới ở tiên giao thánh thụ dưới đánh dấu thu được trường xuân đan kinh ở tẩy kiếm trì đánh dấu, thu được tiên phẩm phi kiếm 100 chui. Ở tiên giao mật thất đánh dấu, thu được âm dương thần ma đồ. Diệp thần không ngừng đánh dấu, không ngừng tăng lên thực lực. Lại là hai năm trôi qua. Lúc này Diệp thần đã 11 tuổi, Tu Vi đã đạt đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, so với mình rất nhiều sư tỷ Tu Vi cao hơn. Vào lúc này, Diệp thần ở mọi phương diện trên trình độ đều siêu việt chính mình sáu cái sư tỷ ngoại trừ kiếm thuật vô song nhị sư tỷ chỉ sợ hiện tại không có một người thực lực sẽ là dịp thần đối thủ lúc này dịp thần cũng không cần chính mình mấy cái sư tỷ đến dậy đúng là dịp thần mấy cái sư tỷ dịp thần trong ngày thường sẽ từ chính mình đánh dấu thần thông công pháp bên trong chỉ điểm mình mấy cái sư tỷ lúc này dịp thần đã là hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi ở toàn bộ tiên duyên thánh địa trong các đệ tử đều cũng coi là thượng thừa rồi chỉ cần có thể đạt đến động hư cảnh giới liền là có thể cùng tiên duyên thánh địa các trưởng lão đồng cấp mẹ của chính mình tiên giao thánh mẫu chính là động hư hậu kỳ cảnh giới liền trở thành tiên giao phong phong chủ ba năm thời gian diệp thần cơ hồ đem toàn bộ tiên giao phong có thể đánh dấu địa phương đều đánh dấu xong tuy rằng rất nhiều nơi có thể lặp lại đánh dấu thế nhưng diệp thần phát hiện theo chính mình đánh dấu số lần càng ngày càng nhiều thưởng cũng sẽ trở nên càng ngày càng kém vì lẽ đó diệp thần muốn tìm xem mới đánh dấu địa phương Tiên Duyên Thánh Địa tổng cộng có Tiên Giao Phong, Thiên Khải Phong, Thần Định Phong cùng Ngọc Tiêu Phong bốn ngọn núi. Diệp thần ba năm qua chưa bao giờ rời khỏi Tiên Giao Phong. Nhìn dáng dấp, không thể vẫn ở lại Tiên Giao Phong đánh dấu, Diệp thần muốn rời khỏi Tiên Giao Phong, đi cái khác mấy ngọn núi đi đánh dấu. Hiện tại Diệp thần ẩn nặc thuật cùng biến hóa thuật đã là thượng thừa, mặc dù là Tiên Duyên Thánh Địa Tứ Đại Phong Chủ cũng thấy không rõ lắm thực lực của chính mình vì lẽ đó Diệp Thần cũng không sợ đi ra ngoài bại lộ thực lực của chính mình. Diệp Thần học được biến hóa thuật, chỉ thấy hắn lắc mình biến hóa, đã biến thành một 17-18 tuổi thanh niên, sau đó rời đi tiên giao phong, hướng về tiên giao phong bên cạnh thần đình phong bay qua. Diệp Thần hiện tại đã là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, ngự kiếm phi hành, đằng vân giá vụ cũng đã không phải việc khó. Chỉ thấy hắn xuyên qua vân tiêu, phi thân rơi vào thần đình phong bên trên hắn biến hóa thành một 17-18 tuổi nam tử dáng dấp, ở ẩn nặc hơi thở của chính mình, như vậy, liền sẽ không có người nhận ra hắn là Diệp Thần. Diệp Thần từng bước một hướng về Thần Đình Phong đi đến. Diệp Thần đi tới Thần Đình Phong Thần Đình Điện, lúc trước hắn ở tiên giao điện thời điểm lời ghi chép đến Thần Linh Căng, nói vậy này Thần Đình Điện tự nhiên cũng không kém. Diệp Thần không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp đánh dấu. Đánh dấu, Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Nhẹ nhàng một đập liền nát. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đánh dấu. Ken, ký chủ ở thần đình phong đánh dấu, thu được chân thị chi nhãn. Chân thị chi nhãn, có thể thấy phá hư vọng, thấy rõ bản chất, cực điểm thế gian tất cả chân thực. Bất kỳ huyễn cảnh, sương mù, ở chân thị chi nhãn trước mặt đều không có tác dụng theo hệ thống âm thanh vang lên. Chỉ thấy một vệt kim quang xuất hiện tại dịp thần con mắt bên trên, chợt lóe lên. Nhất thời, dịp thần cảm giác mình con mắt phản phất thay đổi. Hắn nhìn về phía một cục đá. Chỉ phát hiện một đạo phân tích tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn, đem cục đá chất liệu trực tiếp phân tích ra. Đôi mắt này nhưng là thứ tốt a, à, có thể thấy thanh tất cả bản chất. Cũng tỉ như nói, đi ngoài giới tìm kiếm bảo vật thời điểm, có đôi mắt này, chỉ cần dương mắt vừa nhìn, liền biết cái gì là bảo vật, cái gì không phải bảo vật. Uy, làm sao chưa từng thấy ngươi, ngươi là ai, ở đây làm cái gì? Ngay ở dịp thần đánh dấu xong sau khi, chỉ thấy hai, ba cái thần định phong đệ tử hướng về dịp thần đi tới. Chỉ thấy dịp thần dương mắt hướng về bọn họ vừa nhìn. Nhất thời, chỉ thấy ba người cảnh giới nhất thời xuất hiện ở dịp thần trong mắt. Hai cái kết đang tiền kỳ, một kết đang trung kỳ. Chẳng lẽ nói này chân thị chi nhãn có thể trực tiếp nhìn thấu người khác cảnh giới?" Diệp thần trong lòng mừng rỡ. Diệp thần thấy được thần định phong đệ tử, vội vàng nói: "Ta là đệ tử mới nhập môn, ta lạc đường, bất tri bất giác liền đi tới nơi này." "Người mới? Không trách ta nói làm sao chưa từng thấy ngươi, nơi này là thần định điện, người bình thường không thể tự tiện xông vào, các ngươi người mới sân ở bên kia, nhớ kỹ, đừng đi sai rồi." cái kia thần định phong đệ tử cũng không có làm khó dễ dịp thần, liền cho dịp thần chỉ một phương hướng. Là. Dịp thần lập tức trời đi, không muốn ngày càng rắc rối. Dịp thần lập tức trời đi thần đình điện. Lúc này, hắn chợt phát hiện, thần đình phong một chỗ vây quanh rất nhiều người. Dịp thần để sát vào, chỉ thấy bọn họ vây quanh ở một to lớn bia cổ trước mặt. Dịp thần biết, được kêu là làm tiên duyên cổ bia này bia cổ chính là tiên duyên thánh địa để ở chỗ này cung cấp trong tộc đệ tử đo lường trong tộc đệ tử thân thể tu vi dùng là lần này nhất định lại là tần sư huynh đệ nhất đi chỉ nghe một đệ tử nói rằng dịp thần bây giờ là hóa thần cảnh giới hắn đứng ở phía sau cũng nghe được đến những đệ tử kia nói rất đúng cái gì đó là đương nhiên tần sư huynh nhưng là chúng ta thần đình phong đệ nhất thiên tài có ai có thể hơn được hắn một cái khác đệ tử nói rằng Lúc này, chỉ thấy một người mặc bạch y đệ tử đi tới bia cổ trước mặt. Hắn xuề bàn tay ra, tụ khí ngưng thần, nhất thời, chỉ thấy tên đệ tử kia trên tay xuất hành một đạo hào quang màu xanh lam nhạt. Hàng băng trưởng. Tên đệ tử kia lớn tiếng quát lên. Một trưởng vỗ ở tiên duyên cổ bia bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, chỉ thấy bia cổ khẽ chấn động, lấy ra ánh sáng. Mười vạn cân. Nhất thời, mấy cái đại tự xuất hiện ở bia cổ bên trên. Lúc này, chỉ thấy tên đệ tử kia báo ra tên của chính mình. Trương Thiên Hằng. Nhất thời, chỉ thấy Trương Thiên Hằng tên hiện lên ở bia cổ bên trên, trực tiếp tăng lên trên, xuất hiện tại một trung đội tên nơi. Trương Thiên Hằng, 10 vạn cân lực lượng, đứng hạng thứ 96. Diệp thần dương mắt nhìn hướng về bảng xếp hạng. Chỉ thấy đầu bảng có một đại đại tên. Tần Việt, một triệu cân lực lượng. Tần Việt, Diệp Thần đúng là cũng đã từng nghe nói, nghe nói chính là thần đình phong đệ nhất thiên tài, thực lực mạnh mẽ, Diệp Thần nghe nói, tại đây tiên duyên thánh địa, chỉ sợ chỉ có chính mình đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ mới có thực lực và hắn ganh đua cao thấp. Chúc mừng A Trương Sư Huynh, ngươi rốt cục lên bảng rồi. Lúc này, mọi người lập tức hướng về Trương Thiên Hằng chúc mừng nói. Trương Thiên Hằng cười cợt, bày ra cao nhân phong độ, bình tĩnh cười nói. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi chịu nỗ lực tu hành, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ lên bảng. Bảng xếp hạng tổng cộng có 100 người, chỉ cần có thể lên bảng, đều có thể tính là trong thánh địa top 100 đệ tử, thánh địa tự nhiên sẽ để tâm bồi dưỡng. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều xé rách đầu muốn thương này tiên duyên cổ bia bảng xếp hạng. Lúc này, chỉ thấy có một đệ tử đi tới bia cổ trước mặt. Đơn trưởng nổ ra, đánh vào trên tấm bia đá. Âm bia đá sáng lên ba vạn cân rất hiển nhiên ba vạn cân lực lượng cũng không thể lên bảng tên đệ tử kia lắc lắc đầu chạm đích rời đi dịp thần bình tĩnh nhìn nơi này hắn cũng muốn biết mình đến tột cùng có bao nhiêu cân lực lượng hắn đánh dấu chí tôn thánh thể hơn nữa hắn còn đánh dấu rất nhiều tu luyện thân thể phương pháp thế nhưng ba năm qua hắn một mực tu luyện chưa bao giờ khảo nghiệm qua vì lẽ đó hắn muốn biết mình bây giờ lực lượng là một đẳng cấp nào ta bây giờ là hóa thần cảnh giới lực lượng hẳn là sẽ không quá yếu đi đợi được bốn bề vắng lặng thời điểm diệp thần đến nơi này diệp thần thả ra thần trí của mình nhận biết được trong vòng mười dặm đều không có người thời điểm hắn từ từ đi tới bia cổ trước mặt không biết mình bây giờ có thể có bao nhiêu cân lực lượng diệp thần nhẹ giọng nói đi từ từ đến bia cổ trước mặt sau đó hắn đứng bia cổ trước mặt giơ lên ngưng thần hắn nhớ tới ban ngày thời điểm, cái kia gọi là Trương Thiên Hằng người dùng thần thông. Xem ra chính mình có thể dùng thần thông thử một lần. Diệp thần tụ khí ngưng thần, trong lòng đọc thầm thần tượng trấn mục kình khẩu quyết. Chỉ thấy hắn một chưởng vỗ ra, đánh ở bia cổ bên trên. Âm âm âm, nhất thời, chỉ thấy bia cổ đang không ngừng rung rẩy, nổ vang. Lúc này, chỉ thấy bia cổ sáng lên. Con số trực tiếp biểu hiện đến 5 triệu. Thế nhưng, đến 5 triệu sau khi, phản phất cái kia con số còn chưa định chỉ giống như vậy, con số không ngừng còn đang lên phía trên lũi. 6 triệu cân. 7 triệu cân. Ngàn vạn cân. Đạt đến ngàn vạn cân thời điểm, phản phất bia cổ đạt đến một điểm giới hạn. Bia cổ bỗng nhiên tỏa ra kim quang. Răng rắc, chỉ thấy bia cổ bên trên, trong nháy mắt hiện đầy mạng nhện một loại vết nước. Âm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bia cổ không chịu nổi cái kia lực lượng, trực tiếp nổ nát ra. Diệp Thần nhìn vỡ vụn bia cổ, nhất thời sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Chính mình một chưởng, liền đem này bia cổ bắn cho nát. Phải biết, này bia cổ thật không đơn giản, là lúc trước Tiên duyên Thánh địa chi tổ thời điểm liền để lại, lại bị đã biết sau nhẹ nhàng vỗ một cái, liền trực tiếp vỡ vụn. Lúc này, Diệp Thần nhận biết được trong vòng 10 dặm, có người hướng về nơi này đã tới hiển nhiên là vừa khảo nghiệm của mình tạo thành náo động dịp thần lập tức đạp lên đăng vân bộ trong nháy mắt liền rời đi thần đình phong phong chủ nhạc chính thuần nghe được tiên duyên cổ bia vang động sau khi vội vã chạy tới nơi này thần đình phong một ít trưởng lão cũng nghe đến động tỉnh theo phong chủ tới rồi vô số thần đình phong đệ tử cũng hướng về nơi này tới rồi khi bọn họ đến nơi này thời điểm chỉ thấy tiên duyên cổ bia đã bị người nổ nát hóa thành đá vụn tán loạn trên mặt đất. Thời khắc này, bất kể là nhạc chính thuần vẫn là những trưởng lão kia, đều trố mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, không thể tin được con mắt của chính mình. Sao? Làm sao có khả năng? Tiên duyên cổ bi chí ít có thể chịu đựng ngàn vạn cân lực lượng, thậm chí có người có thể đưa nó đánh nát. Một trưởng lão run rẩy nói rằng, tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 phá giải linh lung chân cục trở thành trưởng môn sư thúc nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio thần đình phong nhạc chính thuần cùng thần Định phong trưởng lão các đệ tử si ngốc nhìn trước mặt đá vụn không thể tin được phải biết này tiên duyên cổ bia nhưng là bọn họ tổ sư thời điểm liền lưu lại ở lại tiên duyên thánh địa đã vô số năm tháng vô số đệ tử dùng để kiểm tra lực lượng đều vô cùng an ổn thế nhưng bây giờ lại đã biến thành một chỗ đá vụn không biết là người phương nào đánh nát này tiên duyên cổ bia a à? một trưởng lão thở dài nói lúc này thần đình phong phong chủ lắc lắc đầu nói rằng bất kể là ai này nhất định là một vị cao nhân a à? tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ vượt qua ngàn vạn cân lực lượng chỉ sợ chỉ có những kia có thể di sơn đảo hải đại năng mới có thể làm đến đi xem ra chúng ta tiên duyên thánh địa ẩn giấu đi một vị cao nhân dịp thần lần thứ hai khôi phục bình thường sinh hoạt sau khi tháng ngày hắn mỗi ngày đều sẽ đến thần đình phong bất đồng địa phương đánh dấu đương nhiên hắn làm rất bí mật cơ hồ mỗi lần đều thả ra thần thức thăm dò đến những chỗ này không có ai hắn mới có thể lại đây ở thần đình phong cổ trì đánh dấu thu được bất tử bất diệt thần công ở thần đình phong đỉnh núi đánh dấu thu được xá lợi kim đan ở thần đình phong thánh nhân pho tượng dưới đánh dấu thu được thần thông thần mà biến Diệp thần mỗi ngày đánh dấu một lần, mỗi ngày đều đạt được bất đồng thưởng. Diệp thần phát hiện, mặc dù nói rất nhiều nơi cũng có thể đánh dấu rất nhiều lần, thế nhưng lần thứ nhất đánh dấu thưởng nhất định là phong phú nhất, mặt sau kém hơn. Cũng tỉ như nói tiên giao điện, bị hắn đánh dấu mà đến vô số lần sau khi, hiện tại đi đánh dấu, chỉ có thể thưởng một ít đang dược, hoặc là một ít không quá dùng đến đến công pháp. Vì lẽ đó Diệp Thần đều tận lực tìm một ít mới địa phương đánh dấu. Diệp thần hóa thành một 17-18 tuổi đệ tử đi tới thần đình phong một trong đình viện. Diệp thần trước chưa bao giờ từng đến nơi này, đối với nơi này có chút cảm thấy mới mẻ. Chỉ thấy trong sân mọc ra một viên đại thụ che trời, đại thụ quanh co khúc khuỷu, phản phất có hơn một nghìn năm lịch sử. Đại thụ bên dưới, để một bàn cờ. Chung quanh tĩnh mịch, không có một bóng người. Diệp thần từ từ đi tới bàn cờ trước mặt. Diệp thần cảm giác nơi này đại đạo khí cơ vẫn tính mạnh mẽ, hôm nay phân đánh dấu liền dự định ở chỗ này. Lúc này, hắn chợt phát hiện, này ván cờ dĩ nhiên huyền diệu như vậy. Diệp thần theo ngũ sư tỷ học tập cầm kỳ thư họa, đã từng đánh dấu quá một quyển sách dạy đánh cờ gọi là dịch tinh quyết, mặt trên nói chính là trong truyền thuyết các đại năng lấy vũ trụ vì là ván cờ lấy chấm nhỏ làm quân cờ ván cờ. Diệp thần nghiên cứu sách dạy đánh cờ, kỳ lực cũng nhanh chóng tăng lên trên kỳ thực dịp thần kỳ lực đã vượt qua được xưng tiên duyên thánh địa đệ nhất kỳ thủ ngũ sư tỷ Lý Thi Yên. Thế nhưng dịp thần vì không cho ngũ sư tỷ lúng túng, mỗi lần chơi cờ, đều sẽ hữu ý vô ý để một hai tử, cố ý thua trận thi đấu. Dịp thần vừa đến dưới tàn cây. Nhất thời đã bị này ván cờ hấp dẫn sự chú ý. Dịp thần quan sát ván cờ, này ván cờ vô cùng huyền diệu, trắng đen hai tử kỳ trống tương đương, không phân sàn sàng. sàng quân đen cũng là vẹn vẹn thắng hiểm quân trắng con rể. Theo lẽ thường tới nói, quân trắng đã không đường có thể đi, vì lẽ đó thua mất thi đấu. Thế nhưng ở dịp thần xem ra, quân trắng vẫn chưa thua, còn có đường lùi. Chỉ cần đem quân trắng dưới ở 4 chi 13, cái này theo lẽ thường tới nói, vô luận như thế nào đều là chịu chết địa phương, chính là cái này không hợp với lẽ thường địa phương, quân trắng liền có thể trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, thắng quân đen một phần tư tử thế nhưng nơi này người thường ai lại nghĩ đến đến đây diệp thần lắc lắc đầu cười cợt ngồi xuống từ từ dơ lên quân trắng nhẹ nhàng ở bốn chi mười ba vị trí ngay vào lúc này trên bàn cờ đột nhiên hào quang chói lọi một đạo hào quang từ trên bàn cờ phóng thích ra ngoài bỗng nhiên trên bàn cờ chỉ thấy một như là u linh một loại ông lão từ trên bàn cờ nhẹ nhàng đi ra ông lão ánh mắt nhìn chăm chăm bàn cờ trong mắt phản phất có nước mắt phun trào một ngàn năm rồi. Một ngàn năm, rốt cục có người phá giải bàn cờ này cục. Ông lão nức nở, lẩm bẩm nói. Diệp thần nhìn ông lão, có chút không rõ. Ông lão ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái này phá giải ván cờ trẻ tuổi người, nhất thời trong lòng vô cùng kinh ngạc, không thể tin được con mắt của chính mình. người, Vẹn vẹn 11 tuổi. Ông lão nhìn Diệp thần hỏi. Diệp thần trong lòng vô cùng chấn động, phải biết chính mình nhưng là ngụy trang trở thành một 18-19 tuổi thanh niên, mà cái này u linh ông lão dĩ nhiên một chút liền nhìn thấu chính mình đích thực thực tuổi. Diệp thần gật gật đầu. Lúc này, ông lão nở nụ cười khổ. Ha 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 ha. Ta cả một đời không cách nào phá giải ván cờ, lại bị một 11 tuổi đồng tẩu phá giải. Đều là mệnh, đều là mệnh a. À. Ông lão cười khổ, nhìn về phía Diệp thần nói tiếp. Hai tử ngươi không cần sợ sệt, ta là này tiên duyên thánh địa đời thứ ba trưởng môn, một đời si mê với đánh cờ chi đạo, nhưng năm đó, ta nhưng lấy con rể chi kém bại bởi quân cờ tiên vương tú chi, sau đó, ta cả một đời muốn phá giải này cục, thế nhưng một đời không có kết quả. Ta liền để lại này cục, muốn hậu nhân phá đi, không nghĩ tới một ngàn năm đến, này ván cờ không người nào có thể phá, chỉ có ngươi. Tâm nguyện ta rốt cục có thể rồi. Ngay vào lúc này, chỉ thấy từ trên bàn cờ ngưng tụ ra một khối ôn ngọc từ từ rơi vào diệp thần trên tay ban đầu ta đã nói ai nếu là phá giải này cục ta liền để hắn trở thành chúng ta tiên duyên thánh địa thái thượng trưởng lão cùng ta cùng thế hệ hơn nữa có thể không bị tiên duyên thánh địa bất kỳ ràng buộc khối ngọc bội này liền có thể tượng trưng thân phận của ngươi từ nay về sau mặc dù là tiên duyên thánh địa trưởng môn nhìn thấy khối ngọc bội này cũng muốn nghe cho ngươi dặn dò lời vừa nói ra diệp thần kinh hãi người lão giả này tự xưng mình là tiên duyên thánh địa đời thứ ba trưởng môn mà bây giờ tiên duyên thánh địa trưởng môn ngọc tiêu chân nhân chính là đời thứ bốn trưởng môn mà mình cùng đời thứ ba trưởng môn cùng thế hệ nói cách khác chính mình có khối ngọc bội này mặc dù là ngọc tiêu chân nhân nhìn thấy chính mình cũng phải gọi mình một tiếng sư thúc diệp thần có chút không dám tưởng tượng diệp thần hướng về u linh ông lão được rồi một lễ U Linh ông lão vui mừng gật gật đầu, nhất thời cười to nói. Tâm nguyện ta đã xong, rốt cục có thể yên tâm tiêu sái rồi. Ông lão nói xong, chỉ thấy U Linh ông lão từ từ tiêu tan ở dịp thần trước mặt. Dịp thần thu cẩn thận ngọc bội, sau đó bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ ở thần đình phong đời thứ ba trưởng môn sân đánh dấu, thưởng thần thông thông thiên đại mục thủ. Tu luyện đại thừa, liền có thể từ trên trời giáng xuống thông thiên tây, có thể hủy thiên diệt địa. Diệp thần khiếp sợ, lại là một cái không được thần thông. Nhất thời tiêu hóa thần thông công pháp, rời đi nơi đây. Ngọc tiêu phong. Ngọc tiêu chân nhân bỗng nhiên mở mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại. Trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi. Linh lung chân cục, bị người phá. Lúc này, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía sư phụ hắn linh bài, lẩm bẩm nói sư phụ tâm nguyện của ngươi rốt cục có thể rồi hắn từ từ đứng lên đi dạo đi tới ba năm trước nhất niệm chi uy để tiên duyên thánh địa vạn thú thần phục tàn kinh các tu luyện gợi ra thông thiên dị tượng ba năm sau đánh nát tiên duyên cổ bia phá giải linh lung chân cục nếu là những thứ này đều là một người làm như vậy lẽ nào ta tiên duyên thánh địa thật sự cất giấu một vị ẩn sĩ cao nhân tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả chương 20 Tiểu sư đệ, muốn học tập trong phòng thuật sao? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Diệp thần mỗi ngày đều ở đánh dấu, tu luyện, đánh dấu, tu luyện Tuy rằng hắn lấy được đời thứ ba trưởng môn ngọc bội Trở thành tiên duyên thánh địa thái thượng trưởng lão Thế nhưng diệp thần cũng sẽ không đi tự cao tự đại Nói nữa, bên trong thế giới này Tiên duyên thánh địa bất quá là một cái cửa nhỏ phái, làm tiên duyên thánh địa thái thượng trưởng lão, cũng sẽ không có nhiều uy phong hiện tại chính mình mỗi ngày như vậy cẩu thả nâng lên thực lực của chính mình đợi được thiên hạ vô địch xuất hiện ở quan hắn không thơm sao nói nữa còn có sáu cái như hoa như ngọc sư tỷ bội tiếp chính mình loại cuộc sống này nói là thần tiên tháng ngày cũng không quá đáng đúng rồi các ngươi nghe nói không trên đường mấy cái đệ tử vây quanh ở đồng thời hình như là ở chia sẻ cái gì tin tức ngầm cái gì a à? một gã khác đệ tử hỏi nghe nói từ sư tỷ xuống núi lịch lãm thuận lợi diệt trừ vài cái ma đạo tông môn đây từ sư tỷ chân uy võ a à, thực sự là nữ trung hào kiệt diệp thần đứng ở một bên đưa bọn họ nghe được rõ ràng diệp thần biết bọn họ trong miệng nói tới từ sư tỷ chính là mình đại sư tỷ từ thu nhã từ thu nhã chính là mẫu thân cái thứ nhất đồ đệ là một dịu dàng đại tỷ tỷ lúc nhỏ mẫu thân sự vật bận rộn vì lẽ đó không thời gian chăm sóc chính mình. Khoảng thời gian này cũng là lớn sư tỷ đang chăm sóc chính mình. Có thể nói, chính mình lớn như vậy, đại sư tỷ chăm sóc chính mình số lần tuyệt đối so với mẹ của chính mình nhiều. Nguyên bản đại sư tỷ vốn nên đã sớm có thể hạ sơn du lịch, thế nhưng bởi vì chính hắn một tiểu con ghẻ, vì lẽ đó đại sư tỷ vẫn đợi được chính mình 8 tuổi mới xuống núi lịch lãm. Còn có đại sư tỷ thực lực hẳn là chính mình mấy cái sư tỷ bên trong kinh khủng nhất một hà sơn trước đại sư tỷ cũng đã đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới hiện nay chỉ sợ đã là động hư cảnh cường giả hơn nữa đại sư tỷ thiên phú dị bẩm không dùng được mấy năm chỉ sợ sẽ vượt qua mẹ của chính mình tiên giao thánh mẫu rồi tuy nói nhị sư tỷ kiếm thuật vô song thế nhưng dịp thần nhớ tới có một lần nhị sư tỷ luyện kiếm mất đi sự khống chế chính là đại sư tỷ nhẹ nhàng nhất chỉ, liền khống chế được nhị sư tỷ kiếm. Đại sư tỷ thực lực, chỉ sợ là tiên duyên thánh địa đệ tử bên trong thế hệ tuổi trẻ số một số hai tồn tại. Diệp thần không có suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại muốn làm chính là tại đây tiên duyên trong thánh địa không ngừng tu luyện. Chờ mình lúc nào cậu thả đến vô địch thời điểm, liền cũng học đại sư tỷ như vậy hạ sơn đi du lịch giống như vậy, như là người tu hành sĩ bình thường ở trong giang hồ khoái ý ân cừu, khởi bất khoái tai diệp thần về tới tiên giao phong ngay vào lúc này chỉ thấy hai đám to lớn ấm áp trong nháy mắt thiếp ở phía sau lưng chính mình tiểu thần có hay không muốn sư tỷ a à? lớn như vậy diệp thần không cần quay đầu lại đều biết đây là tam sư tỷ hung khí dù sao cũng là chính mình mỗi ngày buổi tối nỗ lực kết quả đối với như vậy mênh mông cuồng cuồng diệp thần vẫn còn có chút tự hào tam sư tỷ đừng làm rộn Diệp thần nói. Sao nhỏ, ngươi mỗi ngày buổi tối đều bạch sờ soạn. Hiện tại bối bối ta đều không được. Tam sư tỷ mềm mại nói. Diệp thần sắc mặt có chút đỏ bừng. Đúng rồi, tam sư tỷ còn có trong phòng thuật vì là truyền thụ cho ngươi, nếu không tam sư tỷ cho ngươi truyền thụ trong phòng thuật. Tam sư tỷ nhào vào diệp thần trên lưng hỏi. Chuyện này. Đây chính là sông tu bí thuật nha, ngươi tin tưởng sư tỷ, ngươi học sau khi nhất định có thể để cho cho ngươi tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Tam sư tỷ tiếp tục nói. Quên đi, ta bây giờ còn nhỏ, vẫn là chờ lớn rồi, lại xin mời sư tỷ dạy ta đi. Diệp thần nói. Được rồi, chờ ngươi lớn rồi, nếu như ngươi không chê lời của sư tỷ, sư tỷ sẽ dạy ngươi. Tam sư tỷ có chút chán nản nói. Ta làm sao sẽ ghét bỏ sư tỷ, sư tỷ ở trong mắt ta chính là tiên nữ, không phải, vượt qua tiên nữ. Diệp thần lập tức nói. Liền ngươi dẻo mồm. Tam sư tỷ trêu gẹo nở nụ cười. Đúng rồi tiểu thần, hai ngày nay tam sư tỷ muốn tùy tùng trong tộc trưởng lão đi một chuyến bí cảnh. Tam sư tỷ bỗng nhiên mở miệng nói. Bí cảnh. Diệp thần trong lòng có chút kinh ngạc. Ở nơi này thế giới, thường xuyên đều sẽ có bí cảnh mở ra. Bí cảnh bên trong, ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, mỗi khi bí cảnh mở ra thời điểm, mỗi cái tông môn đều sẽ phái ra các tu sĩ tiến vào bí cảnh cướp giật chí bảo, mỗi một lần đều là một hồi gió tanh mưa máu. Diệp thần còn nhớ khi còn bé, bọn họ tiên duyên thánh địa dẫn theo hơn trăm đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong, kết quả chỉ có mười mấy sống sót trở về rồi. Bí cảnh bên trong, hung hiểm vạn phần. Tiến vào bí cảnh bên trong, không chỉ có phải đề phòng bí cảnh bên trong đông đảo yêu thú, càng phải đề phòng những người khác thất phu vô tội nghi ngờ bích có tội khi ngươi tìm tới bảo vật gì thời điểm sẽ có vô số người nhìn chằm chằm ngươi tính mạng đáng lo nhất định phải đi sao diệp thần nhìn về phía tam sư tỷ hỏi tam sư tỷ gật gật đầu diệp thần rõ ràng tam sư tỷ nhất định hạ quyết tâm diệp thần liền không tiếp tục ngăn trở chỉ là nhìn tam sư tỷ cười nói tốt lắm sư tỷ ta chờ ngươi trở về dạy ta trong phòng bí thuật lúc này tam sư tỷ trên mặt lộ ra nụ cười nhạt tốt tam sư tỷ rời đi trong nháy mắt ba tháng trôi qua rồi dịp thần tiếp tục việc tu luyện của chính mình sinh hoạt ba tháng này dịp thần thành công từ hóa thần trung kỳ cảnh giới đột phá đến hóa thần hậu kỳ đến hóa thần cảnh giới muốn nhanh chóng đột phá cũng không có đơn giản như vậy chỉ có điều dịp thần ba tháng liền nâng lên một cảnh giới tốc độ như vậy chỉ sợ cũng căn bản không có người có thể đạt đến. Ken, ký chủ ở thần đình phong bích thủy trì đánh dấu, thưởng vô thượng thần thuật, trường xuân hồi phục thuật. Trường xuân hồi phục thuật, không chỉ có thể dùng cho chính mình, còn có thể dùng cho người khác, bất luận nhiều tầng thương đều có thể hồi phục, chỉ cần còn còn lại một hơi, đều có thể hồi phục như lúc ban đầu. Thương thế càng nặng, tiêu hao khí lực thì càng nhiều. Diệp thần có chút kinh hỉ không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đánh dấu lợi hại như vậy bảo thuật. Nắm giữ loại này tiên thuật, này không phải tương đương với trong game Vũ Em sao? Nói đến Vũ Em, Diệp Thần trong lòng nhất thời nhớ tới chính mình Tam Sư Tỷ, dù sao Tam Sư Tỷ dài đến lớn như vậy, vừa nhắc tới chính là chữ, không thể không khiến người ta hướng về sai lệch nghĩ. Tam Sư Tỷ đi tới ba tháng, cũng có thể trở về đi. Lại qua mấy ngày, rốt cục truyền đến tin tức, dịp thần nghe nói đi tới bí cảnh các tu sĩ bắt đầu quay trở về thế nhưng lần này vẫn là chết thương nặng nề đi tới chừng trăm mười người thế nhưng trở về chỉ có vẻn vẹn mười mấy người dịp thần trong lòng có chút lo lắng thế nhưng tam sư tỷ được xưng phiếu miễu tiên tử ngụy trang thuật cùng ẩn nạc thuật đều là nhất lưu trừ đó ra tam sư tỷ thực lực cũng không kém tự về hẳn không có vấn đề trở về bọn họ trở về ngay vào lúc này diệp thần chợt nghe có đệ tử truyền đến tin tức diệp thần lập tức theo chính mình mấy cái sư tỷ đi đến sơn môn trước nghênh tiếp chỉ thấy trở về người từng cái từng cái cúi đầu ủ rũ xem ra chuyến này đi ra ngoài nhất định là lần thứ hai lỗ vốn có điều diệp thần không để ý bọn họ diệp thần chỉ quan tâm chính mình tam sư tỷ an diệu hàm lúc này diệp thần phát hiện mình tam sư tỷ tuy rằng trở về thế nhưng chịu thương nặng hôn mê bất tỉnh tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả